7 bước để triển khai marketing online hiệu quả. Khi các bạn triển khai đúng 7 bước này thì khả năng các bạn kinh doanh thành công nó rất là cao. Và các bạn hãy xem 7 bước này là 7 bước gì nhá. Bước nhất đó là chúng ta nghiên cứu về thị trường, đối thủ và khách hàng. Ở đây cụ thể có nghĩa là gì? Là chúng ta phải nghiên cứu về thị trường, đó là thị trường, cái xu hướng thị trường đó đi lên, đi xuống hay đi ngang, để chúng ta biết cách có nên kinh doanh cái sản phẩm này hay không, có nên kinh doanh cái lĩnh vực này hay không. Cái nghiên cứu thứ hai đó là nghiên cứu về đối thủ, đó là chúng ta phải biết điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ là gì. Nó giống như là thi đấu với một đội bóng nào đó, chúng ta phải nghiên cứu xem là đối thủ, cái đội bóng này họ mạnh về cái lối chơi nào, họ yếu về lối chơi nào, để chúng ta có thể làm chúng ta khắc chế được họ. Cái nghiên cứu thứ ba đó là tính là nghiên cứu về doanh nghiệp của mình. Tại sao phải nghiên cứu về doanh nghiệp của mình? Đó chính là chúng ta phải nghiên cứu về điểm mạnh của mình, điểm yếu của mình, lợi thế cạnh tranh của mình là gì, để chúng ta có những cách thức phát huy điểm mạnh của mình và chế cái điểm yếu của mình. Một cái nghiên cứu nữa mà chúng ta cần phải quan tâm đó là nghiên cứu về khách hàng của mình. Chúng ta hãy bắt đầu từ câu hỏi đó là chúng ta phục vụ ai, chúng ta cần giúp đỡ ai. Đó là chúng ta phải biết chân dung khách hàng của mình là gì, đó là từ độ tuổi, giới tính, họ sinh sống ở đâu, nghề nghiệp của họ là gì, thu nhập của họ ở mức khoảng bao nhiêu, đặc biệt là các cái thói quen sở thích của họ là gì. Và từ đó thì chúng ta hãy xác định cái nỗi đau của họ là gì, khó khăn của họ là gì, rồi niềm sung sướng khát khao của họ là gì, để từ đó chúng ta tìm một giải pháp, tìm một sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp giải quyết cái vấn đề cho họ. Bước thứ hai là bước cực kỳ quan trọng, đó là bước lựa chọn phân khúc. Sau khi chúng ta nghiên cứu về thị trường, nghiên cứu về đối thủ, nghiên cứu về doanh nghiệp của mình, thì chúng ta hãy lựa chọn một phân khúc phù hợp. Trên màn hình thì các bạn đã thấy là chúng ta còn 4 ô, thì chúng ta nên ưu tiên cái ô nhu cầu của khách hàng và phù hợp với những cái sở trường của doanh nghiệp của mình nhưng mà đối thủ chưa làm tới, đó chính là ô thứ hai chúng ta phải ưu tiên làm trước. Bước thứ ba đó là chúng ta định vị thương hiệu. Định vị thương hiệu có nghĩa là gì? Có nghĩa là khách hàng họ suy nghĩ gì về cái thương hiệu của mình, chúng ta nằm ở đâu trong cái tâm trí của khách hàng. Ví dụ như là khách hàng đang muốn mua cái sản phẩm của mình thì khách hàng nhớ tới thương hiệu nào đầu tiên. Nếu mà thương hiệu chúng ta nằm ở vị trí đầu tiên hoặc thứ hai thì chúng ta rất thành công rồi. Còn nếu chúng ta không có hóa trong tâm trí của khách hàng thì có nghĩa là chúng ta chưa làm tốt, hoặc là chúng ta ở vị trí thứ 5, thứ 6 cho đến thứ 10 đó là cũng là chưa làm tốt. Chúng ta hãy cố gắng lọt vào top 20% các doanh nghiệp thành công nhất trong lĩnh vực của mình. Cái bước thứ tư đó là chúng ta xây dựng thương hiệu. Ở đây phần nội dung xây dựng thương hiệu thì chúng ta sẽ gồm hai phần, đó là phần vô hình và phần hữu hình. Một thương hiệu thì luôn có một phần vô hình và một phần hữu hình. Đặc biệt các bạn nhớ này, vô hình luôn quyết định những thứ hữu hình. Chúng ta muốn ở vị trí nào trong tâm trí của khách hàng thì chúng ta phải xác định rõ từ triết lý, giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh. Sau đó chúng ta mới thể hiện qua logo, màu sắc, hình ảnh, slogan. Và bước thứ năm là chúng ta triển khai marketing mix, đó là chúng ta sẽ kết hợp 4 yếu tố giữa sản phẩm, giá cả, thị trường, kênh phân phối cho tới xúc tiến hỗn hợp. Và bước thứ sáu, sau khi chúng ta đã hoàn thiện 5 bước này rồi, chúng ta hãy lên kế hoạch. Một bản kế hoạch thì chúng ta luôn có 6 yếu tố các bạn ạ, đó là 5W và 2H, có nghĩa là gì? What, where, when, why, who. Và 2H có nghĩa là gì? How và how much, có nghĩa là ai, tại sao, cái gì, làm ở đâu, làm khi nào, làm thế nào để làm tốt, mà ngân sách là bao nhiêu tiền. Sau khi chúng ta xây dựng được một kế hoạch triển khai marketing rồi, chúng ta sẽ phải thực hiện bước thứ 7, đó là bước đo lường và đánh giá tối ưu lại. Thì ở bước này chúng ta căn cứ vào các cái mục tiêu ban đầu để chúng ta đánh giá đo lường. Ví dụ như là một sản phẩm mà chi phí marketing nó chỉ rơi vào khoảng 30.000 để bán được một sản phẩm thôi, nhưng mà nếu chúng ta làm marketing tốt, chúng ta tốn chưa đến 30.000, đó là một kế hoạch thành công. Nhưng nếu mà chúng ta tốn hơn 30.000 để bán một sản phẩm thì kế hoạch đó cần phải xem xét tối ưu lại. Và chúng ta phải căn cứ vào tỷ lệ chuyển đổi của từng khâu một thì chúng ta mới biết là nó sai ở đâu. Và chúc các bạn thành công với 7 bước triển khai marketing online này. Đây là 7 bước của marketing tổng thể. Khi các bạn làm tốt điều này, doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển một cách bền vững và nhanh chóng. Và hãy đăng ký kênh của tôi để theo dõi những video mới nhất.